Mình thưa quý bà con các bác, Minh Toàn đang có mặt tại đường 19 tháng 5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và hôm nay là Minh Toàn đang có cái dịp mà về với Hà Đông. Thành ra là Minh Toàn muốn gửi một số hình ảnh về Hà Đông này đến quý bà con cô bác. Đây có cái trường học, có hai cái trường học ở đây khá là đông học sinh học. Đây là trường tiểu học Nguyễn Du. Cái này thì buổi chiều ở đây hay tắc đường lắm. Cứ thẳng đường này là chúng ta đi ra đường Chiến Thắng, và trước mặt chúng ta là cái đấy gọi là cái hồ Văn Quán. Đây, và mình toàn sẽ đi rẽ phải, đi xuống đường Nguyễn Khuyến này. Đường Nguyễn Khuyến bây giờ thì khá là sầm uất rồi, chứ không như ngày xưa đâu các bạn ạ. Các nhà hàng, nhà ăn, nhậu mọc ra rất là nhiều. Ở đây thì có các cái quán bia đấy. Và phía bên trước mặt chúng ta đấy là cái chợ xanh, gọi là chợ xanh Văn Quán. Và hôm nay thì cũng thú thật với các bạn là Minh Toàn sẽ đến cái ngôi chùa của chùa Văn Quán. Đường này đi thẳng đến chùa Văn Quán, và Minh Toàn muốn đấy là một trong những cái địa điểm mà giúp các bạn những ngày lễ, ngày rằm, mùng 1 về thắp nén nhang tâm linh để cầu lộc, cầu tài. Và bên cạnh đấy thì cũng là một cái điểm du lịch không thể bỏ qua khi mà chúng ta đến với Hà Đông, Hà Nội. Toàn thấy một cái này là cái cho thuê nhà hay sao. À không, bởi vì là trên đường đi gửi các hình ảnh đến cái bà con của bác thì mình toàn cũng tiện thể mình toàn tìm luôn một cái văn phòng cho một người em ở Hà Nội luôn. Quán ăn vặt, bưởi diên. Với Hà Nội thì có bưởi diên, tức là một làng diên ấy, người ta chuyên trồng bưởi, người ta gọi là bưởi diên. Đây là chùa Văn Quán. Không biết là chùa Văn Quán này không mở cửa luôn. Không mở cửa rồi, sẽ làm sao đây? Đây, Minh Toàn đang đứng trước chùa Văn Quán, chùa đình Văn Quán, nhưng mà bây giờ là không mở cửa. Không biết là có cách nào vào không, mình còn hỏi nhé.
bạn thấy một gốc cây. Gốc cây này khá là đẹp. Ở đây có chữ xem bói, chắc phải có ông hay có bà nào đây một xem bói. Gốc cây này đẹp. Đây là một cái vông. Đợt trước mình toàn đi qua đây là cây vông này nó đang còn và nó rất là tốt. Nhưng mà không hiểu sao thì bây giờ cây vông này bị chặt mất rồi. Và còn mỗi cái gốc này, và gốc này là rất là đẹp mà không ai dám đứng cả. Đây là một cái bia địa, hay còn gọi là cái bia can. Không ai dám đứng gốc này đâu. Còn nếu mà gốc này mà theo cá nhân Minh Toàn, nếu mà ở nơi khác thì chắc là không thuộc phí quản lý của ai thì nó không còn nguyên vẹn như này. Gốc Minh Toàn khá là đẹp. Ta đi thẳng ra Yên Xá. Bạn phải quay lại đây khỏi như vậy. Chùa Văn Quán mở cửa vào giờ nào? Chị ơi, con hỏi chùa Văn Quán đây là chùa Yên Xá. Đây chùa Văn Quán là cổng vào chùa này là phía bên thưa các bạn, Minh Toàn thực sự xin lỗi, đấy không phải là chùa Văn Quán mà là chùa Yên Xá. Bởi vì là Minh Toàn cũng ít khi mà đến chùa này, và Minh Toàn không biết được là chùa này là Yên Xá. Đây là đường cổng vào chùa, đây là cổng phụ. Thì hôm nay cũng không phải là ngày rằm, ngày lễ, mình toàn thấy cửa đóng nên mình toàn không vào chùa nữa. Đây có cái có bà cụ xem bói. Và không biết là gốc cây này, nói thật luôn các bạn, là một cái gốc cây mà gốc cây này thì là một trong gốc cây mà
không hiểu sao cái tâm linh của Minh Toàn lại muốn dừng ở đây một chút. Tại sao nó lại nằm ở đây nhỉ? Mà không ai dám đào, bởi vì nó gần nghĩa trang, nó gần với chùa. Quay lại ta đi thẳng đường này là chúng ta ra đường đường Trần Phú của Hà Đông Hà Nội. Và bây giờ là Minh Toàn sẽ ra cái Hồ Văn Quán để gửi hình ảnh đến một bạn sinh viên ngày xưa, bạn học ở Bưu chính Viễn thông, và bạn ấy nhờ Toàn quay lại một số cái hình ảnh về Hồ Văn Quán, bởi bạn ấy có một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ về Hồ Văn Quán. Hồ Văn Quán người ta còn gọi là Hồ Than Thở ấy các bạn. Ta sẽ phải đây Hồ Văn Quán này, còn đây thì mình sẽ đi gặp hết. Đây như rằng Văn Quán là nằm bên cạnh Hồ Văn Quán đây luôn, bên tay phải chúng ta luôn, thật ra là này có cái tòa nhà này rất là khó bán nhà, chưa nhiều người ở. Để trước mặt view nhìn thẳng ra là nghĩa trang. Đây là Hồ Văn Quán rồi, và Minh Toàn xin dừng video này đây ạ. Hẹn gặp lại bà con trong video tiếp theo.